1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 2, 6, 7. Đêm nghe tiếng mưa rơi. Lúc anh yêu thương em hết lòng, em đã lỡ bỏ anh trong đời. Anh yêu cả anh điều gì trong bao năm điều gì? Rất là khỏe, nó chạy là 800W ở một kênh ở chế độ 8 ohm, thì theo như là mình em ghép với mọi người thì là có thể ghép được 2 đôi bass 30. Hello mọi người nhá. Như những cái video ly vào đợt trước ấy, thì em còn nói với mọi người là em đang thanh lý tất cả những cái con mà mã 2 kênh của MT Sound, MT có mã là MT800 và MT600. Thì hiện tại thì em có rất là nhiều những cái mã hai kênh ở 600W MT. Thì nội thất thì mọi người có thể xem lại những cái video đợt trước hoặc là những cái video mà sắp đây em sẽ làm về cái series MT này, vì hiện tại là em đang thanh lý mà mọi người, và em sẽ chuyển sang hết mã công suất của AAP. Thì cái mã MT này mọi người này thì là nó có thiết kế design là giống easy hàng của AAP, mà cái mã là model là TD đời trước mọi người nhé. Ở bên trong nó giống cái TD đời trước chứ nó không giống cái STD, thì nó sẽ là cái mã TD đời trước của AAP. Thì em thanh lý con giá của cái MT600 là 5 triệu không bao ship, và MT800 là 5 triệu rưỡi không bao ship và không mặc cả nữa mọi người nhé. Mọi người nhắn tin với em là em nói trước là không mặc cả nhé. 800W là 5 triệu rưỡi không mặc cả và 600W là 5 triệu không mặc cả mọi người ạ. Thì hàng là hàng mới mà full box mà. Chẳng qua là mọi người thì là em tháo kia ra rồi thì em để đây thôi, chứ không phải là hàng cũ mọi người nhá. Đây này, cái design của nó thì giống y hệt con AAP này, nhưng mà mỗi tội là cái AAP là có mặt mica bóng. Con này nó sẽ không có mica bóng này mọi người này. Hôm nay em có gửi con MT sao MT800 cho một bác khách, bác ở Thanh Trì, Hà Nội. Thì bác đã đặt cọc số tiền trước rồi, thì bây giờ em sẽ làm clip và em sẽ gửi hàng đi cho bác khách đấy. Đây nhá mọi người nhá, đây là con MT sao này đấy. Rất là đẹp luôn, hai tay cầm rất là chắc chắn bằng inox. Ôi con này đẹp lắm. Nói chung là con này ấy, em nhìn cái design ấy, em còn thích hơn AHP cơ. Cái thiết kế của nó ấy, mặt phẳng, thiết kế đẹp đấy. Chất âm thì giống con TD đời trước này. Cái này thì em thanh lý nha mọi người nhá. Mọi người mua về là mọi người tìm hiểu kỹ, không được chê trách em nhá. Hàng thì hàng mới 100%. Tại vì sao em thích chuyển sang AAP? Tại vì là AAP là có công ty tại Việt Nam, thì bán ra cái chế độ bảo hành với lại cái thương hiệu nó có sẵn rồi thì em bán ra nó sẽ dễ. Chứ bây giờ nói cái mã MT này chẳng biết là cái hàng gì, mọi người có khi mọi người không mua. Nên là em sẽ chuyển sang hết cái hàng của AAP. Còn nội thất bên trong thì bây giờ mọi người sẽ theo dõi ngay sau video này. Ngay sau cái đoạn clip này thì em sẽ mở cái nội thất của con MT sao 800 ra cho mọi người cùng xem nhá. Thì đây là trước mắt mọi người, đây là hai con main em này. Thanh lý đấy là con MT sao MT600 và con main MT sao mã cao hơn đó là con MT800. Thì là em có bán hết hàng rồi ấy. Em có bán hết cái mã MT800 rồi, thì là còn đúng một con này thôi. Con MT800 này thì là nó, nói chung là em bé, nó đánh đỏ dầu đây mọi người này. Đấy thì là em có lấy cái rẻ cũ em lau đi ấy, thì nó hơi bị cũ tí này này. Đấy thì là em thanh lý thì là còn 5 triệu nhá. Chứ thực ra con này mới là em bán là 5 triệu rưỡi. Ví dụ như con này này, nó mới tinh này, nó không bị làm gì sao này. Còn cái này là nói chung là em bé trong nhà, đỏ sơn ra, em lấy cái rẻ em lau đi thì nó cũ này đi, thì là em thanh lý là 5 triệu mọi người nhá. Mọi người lưu ý là không mặc cả và không bao ship mọi người ạ. Không mặc cả và không bao ship nhá. Còn đây là cái hình thức của nó này. Đấy. Đây là hình thức của mặt đằng trước của nó này.
Con này thì chưa sử dụng. Đây hình thức rất là đẹp luôn. Mọi người mua cái con 800W này hàng bãi thì giá rất là cao, về 4 triệu mấy thế chứ đâu có rẻ đâu. Để lại quay hình thức cho mọi người xem nhé. Con MT600 này thì là em thanh lý giá 5 triệu. Con MT800 này thì là còn một con với giá là 5 triệu rưỡi. Không mặc cả, không bao ship. Nhưng con này là có cái vết bẩn đằng sau, em lau bằng cái rẻ lau có dầu nên nó váng đằng sau, thì là 5 triệu không mặc cả và không thanh à, không mặc cả và không bao ship, không tặng dây rắc. Mọi người có nhu cầu mua hệ mua hàng hai con này thì liên hệ em nhé. Hiện tại thì em thanh lý hết cái mã MT kìa mọi người kìa. Đấy. Để em làm sang hãng AHP. Mọi người thực sự có nhu cầu và thực sự chấp nhận được cái giá cả thì inbox em, chứ em không tiếp khách những người mà cứ mặc cả lằng nhằng, em mất tốn thời gian lắm. Thì ngay bây giờ em sẽ mở nội thất ra cho mọi người cùng xem cái mã 600 và cái mã 800 thì nó sử dụng sò như nào và nó cái mạch bên trong như nào, để cho mọi người có cái nhìn khả quan nhất, để mọi người có thể mua hàng, có thể xuống tiền mua hàng một cách ok yên tâm nhá. Em đã mở ốc ra rồi thì bây giờ em sẽ lật nội thất ở hai con này cho mọi người cùng xem nhá. Đấy. Đây là con 600 này. Và đây là con 800 này. Để em quay cho mọi người nhìn rõ cái nội thất nhá. Mọi người nhìn thấy máy của nó có đẹp không ạ? Thực sự luôn là nếu mà hàng bãi hay như nào ấy mà các bác có như này thì chắc chắn là giá rất là cao rồi. Vì mạch rất là đẹp, đây, mạch đây. Làm rất là đẹp. Đấy. Nhìn cái nước sơn nhôm của nó này, nhìn cái lớp nhôm của nó này. Nhìn tụ hàng tụ của nó này làm này, mạch đi rất là ngay ngắn, dây dợ này chạy rất là ngay ngắn, đẹp. Quạt gió có 4 quạt gió, đấy. Quạt này thì giống con AAP nhá, cũng có 4 quạt gió, mạch y xì cái AAP đời cũ là đời TD đấy, 4 quạt gió. Đấy, và có cảm biến nhiệt trên trên sòi này. Nóng nhiều, dụ chúng ta chạy công suất lớn, nóng nhiều thì cái quạt gió này sẽ tăng cường quạt mạnh. Nóng ít này nó sẽ quạt giảm đi, vẫn như kiểu là điều hòa inverter ấy. Điều hòa thông minh ấy, đấy. Tụ thì là cũng nhuộm tụ đen giống cái đời STD đời mới bây giờ. Nhưng mà cái tấm nhôm này thì là không giống STD, tại vì sao? Tấm nhôm của Tân Cường là nó ghi tên ở đây lên. Thực ra là ghi tên là mọi người là công ty nó ghi tên thôi, nhưng mà nhôm thì y xế nhau nhá. Em muốn thanh lý cái mã này đi để em làm sang cái mã mới. Nguồn cam kết là nguồn đầu 100%. Rồi, mạch chạy rất là đẹp đây. Nếu như hàng bãi mà có công suất lớn này mà hình thức nó còn đẹp như này nữa thì mọi người nhìn này. Thì giá đâu có rẻ đâu mọi người. Đây màn hình LED đây nhá. Đấy, cảm biến tự cảm biến quạt cái thứ đầy đủ này. LED hiển thị đầy đủ thông tin này, quạt gió, nguồn điện vào này. Em sẽ dừng lại vài giây để cho mọi người có thể ngắm nghía cái nội thất của nó nhé. Nguồn đồng đẹp 800W và đây là 600W. Cứ nhìn cái mạch của nó ấy, nó rất là đẹp thì chắc chắn là chất âm nó phải đạt rồi. Vì không những gì mà hàng xịn, hàng đẻo mà trông nó lại đẹp như này được, không bao giờ có đâu mọi người nhé. Đằng sau này, cả cái ăn tiền đằng sau mọi người nhìn này, để em xoay cho mọi người xem cái ăn tiền của nó này, đấy. Giống y xì con AP luôn, kể cả những cái cần gạt của nó này, những cái đường ao ra loa này cũng bọc inox này, đó, chống rỉ. Đây là cầu chì, dây liền, đường link ra, đường in vào, đường ra loa của jack new trick, đường ra loa của jack đồng. Tụ là thông số là 80V, 1500 microfarad. Để xem bao nhiêu sò nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 14, 14, 28. Còn chưa kể những cái sò bù áp nữa thì em không tính. Này 28 sò công suất thực nhá. Là đặt trong con này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 18. Thì cái này 36 sò lận. Đấy, 800 con nó lên 36 sò. Con số rất là thực luôn. Ngày sản xuất này, tem Pasteur đã kiểm chứng này, Pasteur này.
Em có gửi quân này cho một bác khách ở Hà Nội, Thanh Trì Hà Nội, thì ngay bây giờ em sẽ kết hợp vào cái bộ dàn kia nhá. Loa bãi thực ra thì em rất là ít, tại vì hàng bãi giờ về hiếm lắm, mà em hướng tới là làm hàng mới chuyên nghiệp hết. Em sẽ thanh lý những cái hàng nào nó không phải chính thống đi, tại vì bán nó có hay thì mọi người cũng ấy lắm, người hỏi hàng như nào, hàng xuất xứ tại đâu là nó khó lắm, nên là em sẽ thay bằng cái mã AB. Loa thì có thể là lấy loa bãi, nhưng mà hàng vang với đẩy thì gần như là em sẽ làm hàng mới. Mọi người có nhu cầu mua hàng chất lượng cao thì cứ inbox em nhé. Xem lại nó thật một lần nữa này, thực sự là phải nói là quá đẹp luôn. Bạn nào chụp ảnh màn hình lại cái đẩy này đi so sánh, tụ thì nó nguồn thì nó sẽ là tụ xanh giống với tụ của AP 1 2 3 4 5 6 7 8. Đây, cái này nó cũng giống AP này mọi người này, tất cả mọi thứ đều rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Thì ngay bây giờ sẽ kết hợp vào cái bộ này, thay con đẩy AP ra là sẽ đánh vào cái loa B3 kia với lại con loa AP cho mọi người cùng thưởng thức chất âm của con này nhá. Em chỉ còn tổng khoảng chục con này mới tinh này, 5 triệu là không mặc cả nha mọi người, không mặc cả, không bao ship, không có dây rắc. 5 triệu là 5 triệu không, con này là 600W, của con này là 800W, nhưng mà hiện tại là đây này, nó bị chỗ này nó bị hơi bị, nó gọi là nó hơi bẩn tí xíu thôi, chứ còn em thanh lý cho mọi người giảm hẳn 500.000 luôn. Sẽ kết hợp vào bộ kia, mở nhạc cái thứ cho mọi người cùng nghe. Em đã kết hợp con đẩy MT sao này với con vang AB này với lại đôi la B3 kia rồi. Thì video này cũng là cái video mà em test con đẩy này cho một bác khách, bác ở Hà Nội, ở Thanh Trì Hà Nội mua con đẩy này. Nó không phải là con đẩy cũ nhá, là đẩy mới, giá là 5 triệu rưỡi, không mặc cả, không bao ship, không tặng dây rắc. Đấy, bác nào chấp nhận được cái giá cả đấy thì là có thể inbox em hoặc là alo trực tiếp với em theo số điện thoại là 0389 622 868. Em đã mở nhạc này mọi người này. Đấy, thì bây giờ sẽ mở nhạc lên cho mọi người nghe nhé, đánh giá được cái con đẩy này. Chạy là 800W ở một kênh ở chế độ 8 ohm, thì theo như là mình em ghép với mọi người thì là có thể ghép được 2 đôi bass 30. Nên sẽ thử tiếng mic nó nhá, để mở mic mình đã. Thì cái mic này tiếng nó cũng khá là hay, nhưng mà em bán hàng thì em phải thử mic hay cho mọi người để người nghe có cái cảm quan tốt nhất. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ở đâu? Một hai ba bốn năm sáu bảy. Đến nghe tiếng mưa rơi. Hát thử một đoạn cho mọi người cùng nghe nhé.
7, 2, 6. Bóng 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Thì bạn nào có nhu cầu mua bất tẩy em đi sao này, liên hệ với em nhé. Hoặc là kết bạn với em qua Zalo, em để dưới phần mô tả nhé. Mọi người xem video nhớ ấn like và nhớ ấn đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào.